Trời ơi, con gái con đứa gì mà dữ như bà chằn lửa vậy. Cái này hả, ai xui lắm mới lấy chúng á, tôi nói thiệt á. Ai xui lắm luôn á, là kiếp trước là hả thì quỷ diệt cả thế giới luôn, năm năm mới gặp cái bà đó. Sợ quá hên quá. Hên thoát nạn rồi. Quá. Cái gì vậy hả? Chính mà, chính cái phải quỷ đâu làm thế ghê vậy? Con mới gặp quỷ ngoài kia. Gì? Đọc báo nước ngoài luôn. Có hình không được hả? Không sao, được hết á. Trời ơi, mày coi thường tao quá. Nè, mà làm gì mặt mày hớ hở hải xe lè xe lét vậy hả? Con khổ quá trên ơi. Khổ cái chuyện gì nói nghe coi. Thôi, đừng có dựa dẫm tôi nữa, khổ chuyện gì nói nghe coi. Con khổ quá chết ơi. Nói đi. Chuyện là gì? Sao? Giờ một ngày nắng ráo, ánh nắng mặt trời cứ chói chang qua từng con đường, xuyên qua kẽ lá, từng ngóc ngách của những dòng suối. Đàn chim cứ líu lo tưng bừng hát lấp la lấp liếm líu lo. Sau đó ánh nắng mặt trời chiếu qua khuôn mặt của những người đang thức tha thất thưởng tập thể dục ngoài trời buổi sáng trong lành. Chính ơi, con đang cãi chuyện mà nãy giờ chính không để ý hả? Nhưng mà mày tả cảnh chứ phải tả người đâu, tao để ý làm cái gì? Trời ơi, câu chuyện là vậy nè. Thôi, nói tóm lại là bây giờ mày thất thời, không có tiền ăn cơm, cho nên xảy ra những sự việc đáng sợ chứ gì. Trời ơi, chuyện đơn giản có bao nhiêu đó thôi. Mà ông kể từ chiều cho tới bây giờ trời tối như vậy. Sao mày vô duyên thiệt á, mày hành giác tao thiệt luôn á. Không phải đâu. Thấy chưa, kể cho cố xác giờ khang tiếng rồi đó, đâu có ai mượn đâu, kể cái cực khổ vậy. Người ta nói là khi mà kể câu chuyện này á phải thật là có tâm, mà nhất là người trong hoàn cảnh mà khổ sở như con kể nó lại càng có tâm hơn. Là con đang quá trời khổ rồi gì chính ơi. Hiểu rồi, nợ tiền nhà nữa chứ gì. Đúng rồi. Trời ơi, sao mày nợ hoài vậy? Chính cũng phải thông cảm chứ. Trời ơi, do cái công cuộc buôn bán bánh chén trộn của con nó ế ẩm, nó đâu có đắt như là mấy đứa sinh viên giờ nó bán hàng đắt quá, nó bán hàng online mạng đắt. Rồi sao? Con ế. Rồi sao? Rồi lúc đó con thông minh mà gì chính. Biết. Con nảy sinh liền, con phải bắt kịp cái thời cuộc chứ. Làm gì? Con làm chiếc xe. Đèn con văng khắp chiếc xe. Bắt kẹt kéo hả? Dạ. Con vỗ nhạc ầm ầm, đẩy xe ra đường con vỗ. Anh em mình là cái gì đây? Anh em mình là cái gì đây? Mày làm gì? Nó hốt cái xe luôn. Trời đất ơi, mày bán chi bán gì để cho hốt nhạc rầm trời vậy? Thì đó, con làm ồn ta. Rồi sao nữa? Rồi con thấy người ta bán lòng mề gà. Thì mình kiểu mà bán lòng mề gà. Nó đắt quá. Đó. Thì con nắm bắt thời cơ mà. Ờ. Con làm chiếc xe lòng mề gà, con bán liền luôn. Dì Chính ơi, dì Chính, con đúng là một thiên tài luôn á, dì Chính. Rồi sao? Rồi bán lòng mề gà là tiền đâu, sao thiếu? Phải bình tĩnh, trời ơi, dì Chính biết một mà không có biết mười gì hết. Tại vì tao không biết vậy, tao mới hỏi mày. Cái gì nó cũng phải có lý do của nó. Con đẩy chiếc xe lòng mề gà là con bán, khách kéo vô đường được. Dì Chính ơi. Tiền đâu? Chưa, dì Chính nữa, biết mười mà chưa có biết 11. Qua ngày hôm sau mới giữ nè. Qua ngày sau con thấy đắt quá đúng không? Con phải làm thêm chứ. Con làm thêm, con vừa đẩy xe một cái vèo, dân chúng nó cũng xúm lại luôn. Mà nó quýnh vô trong mặt con. Sao vậy? Tại vì người ta ăn đau bụng.
Thôi mày mua gà là không có giấy kiểm định gì hay cái gì. Nhưng mà để cho ta anh ta bị bệnh cái gì? Không phải gì chính mua giấy kiểm định rồi không có lời. Mày làm ăn buôn bán cái đó là không được nghe chưa? Thì cũng thấy không được nên con mới dừng liền. Rồi giờ hết vốn. Đứt vốn rồi. Rồi không có tiền trả tiền nhà. Đó. Rồi thiếu tiếp. Thiếu nữa đi gì chính. Rồi con thiếu một lần này đó. Thôi mày đừng có khóc lóc nữa. Chính là bậc phụ huynh cha mẹ một có tấm lòng Bồ Tát từ bi hỷ xả. Thôi được rồi, bây giờ tao nói mày nghe. Chính sẽ cho mày thiếu tiền nhà. Rồi chính sẽ cho mày thêm một tháng tiền nhà. Được không? Cái gì? Cho mày thiếu tiền nhà tháng này. Còn tiền điện nước thì tháng này tao cho phi luôn. Gì chính nước thiệt hả? Ờ. À mà khoan đi. Gì? Người ta thường có câu nói là vô công bất thụ lộc. Nè, dạ. nói tiếng người cho người dễ hiểu đi. Đúng rồi. Con thấy có gì lấn cấn ở đây nè. Cấn gì? Đâu phải đơn giản mà con được lợi lộc từ vị chính vậy. Bỏ chân xuống. Dạ. Thì dĩ nhiên rồi, ủa, có cái gì mà cho không đâu, phải không? Ít ra phải có qua thì có lại. Tôi sẽ nhờ cậu làm một chuyện rất là đơn giản. Trong tầm tay của cậu. Vị chính ơi. Gì? Con nghèo thì nghèo thiệt. Ừ. Nhưng mà con không bán đứng danh dự của con đâu. Ừ. Bởi vì con là luật sư, con không thể nào đụng vô mấy cái chuyện mà phạm pháp được đâu vậy chính. Thôi ơi, trời, cái gì mà phạm pháp đây. Cái việc làm rất là đơn giản, nằm trong lòng bàn tay của mày nè. Bây giờ mày làm không? Không làm đứng dậy đi ra lấy tiền, đóng tiền ngay cho tôi liền. Từ từ vậy chính, từ từ chứ. Nhưng mà có thiệt là dễ không? Dễ ăn lắm. Chuyện gì? Trời ơi, tưởng chuyện gì? Đúng là nó nằm trong lòng bàn tay của con. Không những nằm trong lòng bàn tay mà nó còn nằm trong lòng bàn chân của con này. Dì Chính ơi, vô rồi. Khúc này vô rồi, một tháng tiền nhà rồi. Yeah. Gì vậy ta? À, nè. Nè. Ngày tháng năm. Tại sao 8 giờ sáng mở cửa mà bây giờ không có một bóng khách? Đúng là kỳ lạ. Anh kia, khi không có gì tư ở quán á, tôi toàn quyền quán này. Có chuyện gì cần hỏi, hỏi trực tiếp tôi nè. Ok. Đây là chị với tôi hả? Chứ không lẽ tôi nói chuyện với cây viết. Tại sao không lẽ nó phát hiện ra mình ta? Tôi tên là Selena, anh có chuyện gì cần hỏi anh hỏi trực tiếp tôi nè. Lần sau đi tới á, đem theo tiền lấy tin, còn không tôi cho anh đứng ngoài cửa. Tôi nói cho anh biết, không phải ở đây có mình tôi đâu, trong quán nuôi chó dữ đó. Nó mà thức dậy là anh mệt lắm á. Đó, con ngoan. Đừng có sủa nữa. Anh có chuyện gì không? Sao cái con nhỏ này? À không. Sao cái thằng? À cũng phải luôn. Sao cái thằng con nhỏ này nó lại có những cái hành động mờ ám mà có vẻ nguy hiểm đến như vậy? Alo, chị Tư hả? À dạ, dạ không. Quán bình thường không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà chắc cũng sắp có chuyện rồi đó Tư. Dạ. Tại vì con thấy hình như sớm này á có nhiều thành phần thích vô quán mình quậy quá Tư. Dạ. Dạ. Sao Tư? Dạ, Tư yên tâm đi. Khỏi, dạ, khỏi báo chính quyền, mấy chuyện nhỏ này cũng giải quyết được mà. Dạ, lần trước hai thằng nằm bệnh viện tới giờ chưa ra á Tư. Dạ, dạ. Dạ, ok Tư nha. Dạ, dạ, con đang mài nè Tư ơi. Dạ, con đang mài. Dạ, dạ, ok Tư. Sao Tư?
lần này ngọt ngọt hơn lần trước. À dạ đúng rồi, từ từ mình có kinh nghiệm với Tư, mình càng ngày càng bén chứ sao mình làm ẩu được. Dạ sao Tư? À dạ dạ dạ. Dạ vậy nha Tư nha. Thanh niên bây giờ nhắc cấy.